Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào mọi người. Bây giờ là mình đang đứng trước Vincom Center. Các bạn thấy quen thuộc không nè? Thì hôm nay á, Sài Gòn Du Hí sẽ giới thiệu với các bạn cái Vincom Central Park, một cái công viên ven sông đẹp nhất Sài Gòn nè. Chắc là các bạn thấy rất là quen, tại vì trong số Sài Gòn Du Hí 120 thì mình đã giới thiệu cái công viên này rồi, nhưng mà là quay vào buổi sáng. Thì hôm nay mình sẽ đi vào buổi tối để quay công viên này, để cho các bạn thấy là cái sự lung linh ảo diệu và sự khác nhau giữa cái buổi sáng với buổi tối ở công viên này như thế nào nha. Chúng ta cùng đi nè. Bây giờ là từ Vincom Center mà muốn qua bên công viên thì mình sẽ đi thang máy nha mọi người. Bí mật nè, miễn phí ha. Nào, chúng ta cùng đi ha. Trong số trước thì mình đã giới thiệu công viên này rất là kỹ. Bây giờ thì mình cũng nói sơ lại thôi ha. Thì Vinhome Central Park nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Giữa cái khung cảnh những cái tòa nhà cao 81 tầng san sát nhau của Landmark 81 thì bỗng được tô điểm bởi một vùng xanh mướt bóng cây cùng với những tạo hình độc đáo. Bây giờ mình đang đứng trên cầu để quay xuống nè. Các bạn thấy dòng xe ngược xuôi rất là đẹp ha. Rồi bắt đầu tiến vào công viên nha các bạn. Sài Gòn là một thành phố luôn bận rộn với nhịp sống hối hả. Thì những cái dòng ô tô và xe máy nối đuôi nhau và các tòa nhà cao tầng chót vót trên hầu hết các góc phố. Thì rất nhiều thắc mắc đã nêu ra là liệu một cái thành phố tấp nập như Sài Gòn có một cái công viên nào, một không gian nào, hoặc là thậm chí đơn giản là một cái thảm cỏ xanh nào không. Nhưng mà không thể tin được luôn các bạn, giữa cái vùng đô thị ngổn ngang này lại có những cái khu vực riêng biệt, và nép mình vào những cái tòa nhà cao tầng và những con đường chật cứng giao thông. Nếu mà bạn cần một chút bình yên thì các bạn sẽ hãy đến nơi này nha. Thì Sài Gòn á, thật ra là có rất là nhiều công viên các bạn. Ở quận 1 thì mình có thể đi là công viên Tao Đàn nè, 23 tháng 9 nè. Rồi ở các quận khác thì có cái công viên như là công viên Văn Thánh, công viên Gia Định, công viên Hoàng Văn Thụ. Riêng cái Vinhome Central Park này á, là được xem là công viên đẹp nhất và rộng nhất ở Sài Gòn. Cái cầu này mọi người thấy quen thuộc không? Bây giờ thì nó đã bắt đầu lên đèn nè các bạn. Nơi đây thì không chỉ sở hữu những cái khung cảnh tuyệt đẹp trong lành, mà còn là những cái điểm check-in rất là lý tưởng của giới trẻ Sài Thành ha. Vào đây thì bạn sẽ choáng ngợp với không gian xanh mát, những thảm cỏ trải dài nè, những vườn cây cảnh, vườn hoa, khu vườn Nhật Bản. Đây là nơi dành cho các em bé chơi nè các bạn. Rất là thích ha. Vinhome Central Park tự nhiên là một cái lá phổi xanh khổng lồ của thành phố, với màu xanh chủ đạo của những thảm cỏ trải dài và hệ thống cảnh quan vườn phong phú xen giữa hệ thống lối đi bộ, khiến nhìn công viên này như là một nốt nhĩ trong bản nhạc quyến rũ.
Cuối tuần nếu mà gia đình có các bé thì có thể dẫn vào đây để cho các bé thư giãn, giải trí nè. Có rất nhiều sân chơi dành cho các bé nè các bạn. Sau những giờ phút làm việc mệt nhoài đó, thì bạn có thể vào đây đi bộ nè, rồi mở nhạc nghe những cái giai điệu nhạc nhẹ nhàng yêu thích, giống như là nhạc acoustic nè, nhạc xưa nè, rồi từ từ thả lỏng người để thư giãn như một chú mèo lười sưởi nắng bên những không gian nghỉ ngơi của Central Park này. Thì công viên này đã trở thành niềm tự hào lớn của người dân Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung. Điểm xuyết cho công viên là những chiếc cầu đi bộ nè, rồi con đường xinh xắn dẫn lối đến những cảnh quan rất là tươi đẹp, được bài trí tinh tế thoáng đãng. Mọi người thấy nè, nguyên một con đường màu xanh luôn, rất là nhiều mảng xanh. Công viên đẹp nhất là khi về đêm, với những công trình kiến trúc hiện lên lung linh huyền ảo dưới ánh đèn. Thì công viên Vinhome Central Park tự như lá phổi xanh khổng lồ của thành phố, và màu xanh chủ đạo của những thảm cỏ trải dài. Nếu mà các bạn có đi đến đây chơi thì đi theo là gia đình hoặc là bạn bè ha. Nếu mà đi một mình thì cảm thấy rất là cô đơn luôn. Và đừng quên là phải leo lên những cái chỗ cao như vậy nè để nhìn được toàn cảnh của công viên nha các bạn. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau, bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất một tâm hồn ta đã đợi từ lâu. Vào đây thì mình bỗng nhiên là nhớ trường, nhớ lớp quá. Nhớ hồi xưa đó thì đi học, rồi công viên thì cũng không được đẹp như bây giờ. Khi nào rảnh thì cũng rủ đám bạn vô công viên ngồi nói chuyện tám, cười đùa, hí hới luôn. Rất là vui các bạn ạ. Những kỷ niệm đó thì thời thơ ấu chắc là không thể nào mình quên được cả. Mọi người nhìn nè, khi lên đèn đó, công viên đẹp lung linh luôn, rất rất đẹp mà mình không nghĩ là ở đây là Sài Gòn luôn á. Sài Gòn Du Hí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nếu thích video này, các bạn nhấn like, share, subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc tất cả các bạn thật là nhiều sức khỏe ha. Bye bye và hẹn gặp lại.